Bây giờ tiếp tục chúng ta đến bài số 5. Đề bài cho đường tròn tâm O và một điểm P nằm ở bên ngoài đường tròn. Bây giờ các em vẽ hình theo này. Đầu tiên vẽ đường tròn tâm O, sau đó chúng ta lấy một điểm P nằm bên ngoài đường tròn. Từ điểm P này vẽ hai tiếp tuyến PA và PB. Tiếp theo ta vẽ PO cắt đường tròn tâm O tại hai điểm K và điểm Y. Ở đây em lưu ý đề bài cho là K là điểm nằm giữa P và O. Đây điểm P bên trái này, điểm O bên phải này. Như vậy cái giao điểm chỗ này này, đây điểm K. Như vậy điểm còn lại ở phía bên tay phải này phải là điểm Y. Như vậy khi các em đọc đề bài các em phải lưu ý kể cả những cái chỗ ở trong ngoặc đơn này, đề bài cho để giải thích cái hình vẽ này em phải đọc cho nó cẩn thận không rồi. Chúng ta không đọc cái này, chúng ta cứ nghĩ đây là Y và điểm bên phải là K, vậy là vẽ hình bị sai luôn nhé. Cái đường PO này cắt AB tại H để ta nối AB vào. Đây, điểm này là giao điểm H đây. Gọi D là điểm đối xứng của B qua O. D là điểm đối xứng của B qua O. Thì chúng ta có O là trung điểm của BD. Tức là BD chính là đường kính của đường tròn tâm O đấy. Tức là đây chúng ta kéo dài đoạn này ra này. Kéo dài BO ra. Đây, cắt đường tròn tại điểm này, điểm D đây. Điểm C là giao điểm của PD và đường tròn tâm O. Bây giờ chúng ta nối P với D. Đây là cắt đường tròn tâm O tại cái điểm này. Đây là điểm C. Ý thứ nhất, chứng minh tứ giác BHCP là tứ giác nội tiếp. BHCP. Vậy ta nối thêm cái điểm C với điểm H vào. Các em thấy là tứ giác BHCP này để chứng minh nội tiếp thì chúng ta sẽ thực hiện như thế này. Đầu tiên là em thấy với cái bài toán có hai cái tiếp tuyến cắt nhau này thì chúng ta luôn luôn chứng minh được cái PO này là đường trung trực của đoạn thẳng AB, tức là em sẽ có được cái góc PHB này, chúng ta sẽ chứng minh được nó bằng 90 độ nhé. Đây là những cái bài toán rất là quen thuộc rồi này. Rồi bây giờ nếu như chúng ta nối cái C với B vào. Đấy thì em thấy là chúng ta có góc BCD là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O, góc này bằng 90 độ. Vậy thì cái góc PCB này là góc kề bù với nó cũng bằng 90 độ. Như vậy tóm lại là cái tứ giác ở phần A này, tứ giác là nội tiếp là do có hai góc, đó là góc PHB bằng với góc PCB
hai góc này đều bằng 90 độ. Mà hai góc này nó cùng chắn xuống cạnh PB này của tứ giác đó, cho nên chúng ta suy ra tứ giác đó nội tiếp. Để chúng ta trình bày phần A. Đầu tiên chúng ta sẽ đi chứng minh cho PO vuông góc AB nhé. Ta có PA bằng PB. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Và từ đây em có được điểm P sẽ thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB. Tiếp theo ta có OA bằng OB bởi vì đều là bán kính của đường tròn tâm O. Từ đó em suy ra điểm O thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB. Và từ đây thì em sẽ có được PO sẽ vuông góc AB. Và chúng ta có góc đầu tiên là góc PHB bằng 90 độ. À, cái chỗ này từ từ đã nhé. Cái chỗ này chúng ta phải suy ra từ hai ý này này. Ý thứ nhất là điểm P thuộc đường trung trực của AB. Ý thứ hai là điểm O thuộc đường trung trực của AB, cho nên ta suy ra PO là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Rồi bây giờ chúng ta mới có được PO sẽ vuông góc AB. Và em suy ra góc PHB bằng 90 độ. Rồi tiếp theo chúng ta có góc BCD bằng 90 độ, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O. Góc BCD bằng 90 độ. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O. Như vậy em sẽ có được BC sẽ vuông góc với PD. Rồi từ đây em có được cái góc PCB bằng 90 độ. À, cuối cùng là chúng ta đi xét tứ giác. Xét tứ giác BHCP, tứ giác mà chúng ta cần chứng minh nội tiếp đấy. Thì tứ giác này có hai góc, đó là góc PHB nó bằng với góc PCB bởi vì đều bằng 90 độ. Mà hai góc này cùng chắn xuống cạnh PB. Từ đây em suy ra tứ giác đó nội tiếp. Cụ thể ở đây nó có yếu tố góc vuông này, cho nên tứ giác này nội tiếp đường tròn đường kính PB. Em muốn thì em ghi nội tiếp đường tròn đường kính PB, còn không ta để như này cũng được rồi. Đây là điều phải chứng minh.
Và tiếp theo bây giờ ta đến phần B. Yêu cầu là chứng minh cho AC vuông góc với CH. Bây giờ em nối cái điểm A với điểm C vào. Trước hết là chúng ta sẽ đi phân tích để tìm ra cái hướng làm của phần B. Để chứng minh AC vuông góc CH thì ý tưởng chúng ta là sẽ đi chứng minh cho tổng hai góc này bằng 90 độ. Đó là cái góc C1 này cộng với cái góc DCH bằng 90 độ. Để thầy ghi cái phương pháp giải ra bên ngoài đây, coi là phân tích nhãm nhé. Đây, chúng ta cần phải đi chứng minh góc C1 này cộng với góc DCH bằng 90 độ. Bây giờ thì làm toán hình, cái phần sau này sẽ phải dựa vào kết quả phần đầu để làm. Thông thường là như vậy. Bây giờ căn cứ vào cái tứ giác BHCP nội tiếp, chúng ta sẽ tìm ra một cái mối quan hệ nó tương tự như cái điều chúng ta cần chứng minh này. Thì em thấy chúng ta có này, cái góc ở đây thầy đặt tên là góc C2 vào đây nhé. Hiện tại em đã có được góc C2 cộng với góc DCH này bằng 90 độ. Cái này là có rồi này. Cái điều này là cần chứng minh. Cái điều này đã có rồi nhé. Như vậy căn cứ vào cái tương ứng chúng ta vừa viết đấy, thì em sẽ suy ra bây giờ chúng ta phải đi chứng minh cho góc C1 bằng góc C2. Đi chứng minh cho góc C1 và C2. Bây giờ cái góc C2 này nó là cái góc nội tiếp ở trong cái tứ giác nội tiếp BHCP. Đó, như vậy thì góc C2 em thấy nó bằng với góc P1 ở đây. Để thầy hiểu ở đây nha. Đây, góc C2 này nó bằng góc P1. Bởi vì hai góc nội tiếp cùng chắn vào cung HB. Sau đó bây giờ góc P1 này thì nó lại bằng với cái góc này. Ở đây thầy ký hiệu chỗ này là số 1 vào đây nhá. Đây cái góc này này. Đây nha, góc P1 nó lại bằng góc B1 này. Hai góc này bằng nhau bởi vì nó cùng phụ với góc P BH hoặc là cùng phụ với góc O1 cũng được. Rồi, sau đó góc B1 này thì thầy viết vào sơ đồ là góc P1 này chuyển về thành bằng với góc B1 này. Đó. Mà góc B1 nó lại bằng góc C1 bởi vì nó cùng chắn vào cung AD của cái đường tròn tâm O này. Đấy, như vậy là chúng ta có điều phải chứng minh rồi nhá. Rồi, như vậy theo cái ý tưởng chúng ta phân tích đấy, bây giờ ta đi trình bày lời giải. Trước hết là căn cứ vào tứ giác nội tiếp ở phần A, ta có tứ giác BHCP giác đó nội tiếp. Bây giờ em suy ra được góc C2 bằng với góc P1 bởi vì bằng một nửa số đo của cung HB. Sau đó chúng ta lại có góc P1 bằng góc B1. Bởi vì nó cùng phụ với góc O1. Em có thể nói là cùng phụ với góc PHB, góc bên này cũng được nhé. Góc O1 cũng được.
Rồi bây giờ chúng ta lại có được góc B1 lại bằng góc C1. Bởi vì nó bằng một nửa số đo của cung AD. Các góc nội tiếp cùng chắn cung AD của đường tròn tâm O. Như vậy từ đây theo tính chất bắc cầu thì em sẽ suy ra được góc C2 bằng góc C1. Và như vậy chúng ta đạt được cái mục đích mà chúng ta phân tích ở cái chỗ đầu tiên đấy. Đây chúng ta đã có được góc C2 bằng C1 đấy nhá. Rồi bây giờ bước tiếp theo chúng ta lý luận này. Ta có góc C2 cộng với góc DCH. Hai góc C2 này cộng với góc DCH bằng 90 độ ở chỗ này này. Được chưa? Từ đây em thay cái thằng C2 bằng C1 vào đây thì em có được góc C1 cộng với góc DCH cũng bằng 90 độ. Rồi từ đây em suy ra được góc ACH bằng 90 độ. Tức là chúng ta có AC vuông góc CH đều phải chứng minh. Rồi bây giờ chúng ta đi xóa bảng đi nhá. Xóa những chỗ đã viết của phần trước đi. Chuẩn bị đi làm phần C. Phần C người ta nói là đường tròn ngoại tiếp tam giác ACH cắt IC ở M. Thì căn cứ vào cái kết quả của cái phần chúng ta vừa làm đấy, phần B này, tam giác ACH là tam giác vuông tại C. Cho nên cạnh huyền của nó là AH. Chính vì vậy mà cái đường tròn ngoại tiếp của cái tam giác ACH này, tâm của đường tròn chính là trung điểm của cạnh huyền là AH đây này. Đây là tâm đường tròn này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn. Ở đây thầy vẽ mô phỏng cái này thôi nhá. Đây là đường tròn, đường kính AH chính là cái đường tròn ngoại tiếp tam giác ACH là tam giác vuông tại C. Đường tròn này cắt IC tại M. Bây giờ chúng ta phải nối IC vào. Và cái điểm giao điểm này, đây chính là điểm M đây. Sau đó AM cắt IB tại Q. Em lại nối tiếp AM vào. Ta nối IB vào. Cắt nhau tại điểm này, đây là điểm Q đây. Yêu cầu là chứng minh M là trung điểm của AQ. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích để tìm ra hướng giải phần C. Chứng minh M là trung điểm AQ. Thì ở đây em thấy là chúng ta có H là trung điểm AB. Bởi vì là PO là đường trung trực của AB, chúng ta vừa chứng minh ở cái phần A đấy. Thế em sẽ nối H với M vào để chúng ta sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác ta làm nhé. Em biết là tính chất đường trung bình của tam giác là trong một tam giác thì một đường thẳng đi qua trung điểm cạnh thứ nhất song song với cạnh thứ hai thì nó sẽ đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Tức là bây giờ
Về bản chất như thế này, bây giờ chúng ta đi ghi cái hướng làm đó đã. Tay phần C này. Thì em thấy là cái tam giác A B Q. Em nhìn tam giác A B Q này. Chúng ta đã có H là trung điểm của AB rồi. Vậy bây giờ chúng ta cần phải đi chứng minh thêm là HM này nó song song với BQ nữa. Cần phải có cái điều này. Thì chúng ta sẽ suy ra được M là trung điểm AQ. Thế giờ muốn chứng minh cho M là trung điểm AQ này, phải chứng minh cho HM song BQ. Ý mấu chốt ở chỗ này là HM song song BQ. Vậy thì muốn chứng minh cho HM song song BQ, chúng ta phải đi chứng minh cho hai góc này là hai góc đồng vị bằng nhau. Cái góc H1 này này. Đây em nhìn đây nhá, góc H1 này. Em phải đi chứng minh cho nó bằng với góc này, góc ABQ, góc này này. Phải đi chứng minh hai góc này bằng nhau, bởi vì hai góc này vị trí đồng vị. Như vậy ở đây là chúng ta phải đi chứng minh cho cái góc H1 bằng với góc ABQ. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật chuyển đổi góc. Thì em thấy là góc H1 này, H1 nó sẽ bằng với góc ACI. Đây nhá, thầy ký hiệu trên hình cái này để em nhìn này. H1 nó sẽ bằng góc ACI. Tại sao nó bằng? Bởi vì hai góc này là hai góc nội tiếp, nó cùng chắn vào cung AM của cái đường tròn ngoại tiếp cái tam giác ACH này. Đó, hai góc này bằng nhau. Mà góc ACI này nó lại bằng với góc ABQ, bởi vì nó cùng chắn vào cung AI của đường tròn tâm O. Và như vậy là tóm lại là hai góc này bằng nhau, bởi vì nó đều bằng với góc ACI. Rồi nhá, đến đây là chúng ta có được ý tưởng là bài rồi. Bây giờ ta đi làm. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ đi khẳng định vì cái tam giác ACH, tam giác này vuông tại C. Cho nên chúng ta sẽ suy ra đường tròn ngoại tiếp tam giác ACH sẽ có AH là đường kính. AH là đường kính, còn tâm đường tròn là trung điểm AH rồi. Thế thì với cái dữ kiện người ta cho cái đường tròn này nó cắt IC này tại điểm M, thì chúng ta sẽ có được tứ giác ACHM nội tiếp đường tròn đường kính AH. Vậy từ đây em sẽ có được tứ giác ACHM nội tiếp đường tròn đường kính AH. Thì em suy ra được góc ACI nó bằng với góc ABI hoặc là ABQ cũng vậy thôi, phải không nhỉ? ABQ, bởi vì nó đều bằng một nửa số đo cùng AI. À thầy giáo nó nhầm. Đây này, chỗ này nhá, tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính AH thì chúng ta suy ra này đó. Góc ACI bằng góc AHM trước đã. Tẩy chỗ này đi nha. Viết vội quá đây nha, bằng góc AHM.
Hai ông này bằng nhau trước. Góc AHM thì có thể ký hiệu là góc H1 cho nó gọn được. Bởi vì đều bằng một nửa số đo cung AM. Ta giải thích các góc nội tiếp cùng chắn cung AM. Rồi sau đó bây giờ ta xét ở trong cái đường tròn tâm O. Thì chúng ta lại có được góc ACI. Nó bằng với góc ABQ. Bởi vì đều bằng một nửa số đo cung AI. Các góc nội tiếp cùng chắn cung AI. Từ đây theo như tính chất bắc cầu thì em sẽ suy ra được góc H1 sẽ bằng với góc ABQ. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị. Rồi từ đây chúng ta suy ra được HM song song BQ. Rồi như vậy là chúng ta đạt được cái mục đích mà chúng ta cần phải có ở trong cái bước chúng ta phân tích lời giải ban đầu đây. Rồi như vậy cái bước mà chuẩn bị cơ bản nhất đã xong nhé, quan trọng nhất đã xong rồi. Bây giờ ta đi sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác. Xét tam giác ABQ có. Bước cuối cùng. Xét tam giác ABQ có một đường thẳng đi qua trung điểm cạnh thứ nhất, tức là ta có H là trung điểm AB. Ý này em có thể giải thích là do PO là đường trung trực của AB. Và thứ thứ hai là chúng ta có HM song song với BQ. Thế như vậy ở trong một tam giác, một đường thẳng đi qua trung điểm cạnh thứ nhất song song cạnh thứ hai thì nó sẽ đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Thế là em suy ra M là trung điểm AQ. Đây là tính chất đường trung bình của tam giác, điều phải chứng minh. Ở đây thầy quay trở lại phần B, thầy nói thêm một chút. Ở phần B chúng ta chứng minh cho AC nó vuông góc với CH, thì trong quá trình chúng ta chứng minh đấy, chúng ta tìm cách chứng minh cho góc C2 và góc C1 này. Trong quá trình đấy chúng ta có sử dụng cái góc B1 này là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, à góc nội tiếp chắn vào cung AD. Thì bản chất là ban đầu đề bài chưa cho điểm D thuộc đường tròn nhé. Thì khi làm bài chúng ta nên lý luận này, vì D là điểm đối xứng của B qua O. Đấy cho nên em suy ra được O là trung điểm BD, nên suy ra điểm D thuộc đường tròn. Tức là BD là đường kính đấy. Thì chúng ta mới có được góc B1 là góc nội tiếp chắn vào cùng AD nhé. Cái chỗ đấy thầy quên mất, thầy chưa ghi. Thì em có thể em mở lại vở em ghi bổ sung cái chỗ đấy vào nhé. Rồi như vậy chúng ta kết thúc bài số 5 nhé.